sữa Austria Milk không chỉ đơn thuần là một nguồn dinh dưỡng hàng ngày, mà còn là một lựa chọn đáng tin cậy cho sự phát triển toàn diện của bé từ mọi khía cạnh. Thành phần đặc biệt của sữa Austria Milk bao gồm GOS, galacto oligosaccharide, FOS, fructo oligosaccharide và nus không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa của bé mà còn có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của bé. GOS và FOS là hai loại oligosaccharide được biết đến với khả năng tăng cường sức khỏe của đường ruột. Chúng không chỉ làm giảm nguy cơ táo bón và tiêu chảy cho bé mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng. Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình tăng cân và tăng cơ của bé mà không gây ra vấn đề về béo phì. No một loại nucleotide tự nhiên, cung cấp năng lượng cho tế bào và hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Nó cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch giúp bé chống lại các bệnh tật và nhiễm trùng một cách hiệu quả hơn. Sữa Ostramilk còn chứa đựng vitamin K2, D3 và canxi, hai thành phần cần thiết giúp phát triển xương và chiều cao của bé. Việc đưa thẳng canxi vào xương từ sữa giúp tránh tình trạng kém hấp thụ canxi và cải thiện tối ưu khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Vì vậy, sữa Ostramilk không chỉ đảm bảo sự phát triển toàn diện của bé mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe và tương lai của bé hãy chọn australia để mang lại điều tốt nhất cho sức khỏe của bé yêu